Chào các bạn, nay cô và các bạn sẽ cùng nhau đi giải bài tập 98 sách giáo khoa trang 96. Đề bài yêu cầu chúng ta tính giá trị của biểu thức âm 125 nhân âm 13 nhân âm a với a bằng 8, âm 1 nhân âm 2 nhân âm 3 nhân âm 4 nhân âm 5 và nhân b với b bằng 20. Vậy thì phương pháp làm của bài tập này là chúng ta sẽ thay giá trị mà đề bài đã cho sẵn trước của a và b vào biểu thức. Sau đó thì chúng ta có thể vận dụng các tính chất của phép nhân như là tính chất giao hoán, tính chất kết hợp để thực hiện phép tính này, giúp cho phép tính chúng ta thực hiện dễ dàng hơn. Bây giờ cô và các bạn sẽ đi vào lời giải chi tiết cho bài tập này. Đấy, thì như cô vừa nêu là bây giờ chúng ta sẽ thay giá trị của A vào biểu thức đúng không ạ? Vậy chúng ta có thay A bằng 8 vào biểu thức ta được âm 125 nhân âm 13. Rồi lúc này nhân với âm A, mà A ở đây bằng 8, nghĩa là nhân với âm 8 đúng không ạ? Rồi đến đây thì các bạn quan sát cho cô này. Cô thấy rằng 125 và 8 có thể nhóm với nhau tạo thành một số tròn nghìn đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để cô nhóm hai thừa số này vào với nhau. Ở đây cô sẽ đổi vị trí của âm 13 và âm 8 cho nhau, nghĩa là dùng tính chất giao hoán đúng không ạ? Là bằng âm 125 nhân âm 8 và nhân âm 13. Rồi sau đó cô sẽ sử dụng ngoặc vuông để kết hợp hai thừa số âm 125 và âm 8. Sau đó thì cô sẽ thực hiện tính trong ngoặc vuông. Âm 125 nhân âm 8 là chúng ta nhớ lại về quy tắc thực hiện nhân hai số nguyên âm là nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng đúng không ạ? Rồi vậy thì để nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng thì chúng ta thấy này. Âm 125 thì có giá trị tuyệt đối là 125. Như vậy chỗ này chúng ta ghi là 125 này. Âm 8 thì có giá trị tuyệt đối là bằng 8. Rồi nhân hai kết quả này vào với nhau. Rồi tiếp theo là nhân với âm 13 ở phía cuối đúng không ạ? Đây, cái này cô vẫn đặt trong ngoặc này. Rồi và các bạn được 125 nhân 8 thì chúng ta được kết quả là bằng 1000 nhân với âm 13. Rồi đây là nhân hai số nguyên khác dấu thì chúng ta nhân hai giá trị tuyệt đối rồi đặt dấu trừ trước kết quả đúng không ạ? 1000 nhân với 13 thì bằng là 13.000. Rồi đặt trước kết quả. Vậy là được kết quả cuối cùng là bằng âm 13.000. Với A bằng 8 thì biểu thức sẽ có kết quả là âm 13.000. Tương tự với ý B, chúng ta sẽ thay B bằng 20 vào biểu thức. Thay B bằng 20 vào biểu thức ta được âm 1 nhân âm 2 nhân âm 3 nhân âm 4 nhân âm 5. Nhân B ở đây thì sẽ là nhân với 20 đúng chưa ạ? Rồi với phép tính này thì các bạn thực hiện lần lượt từ trái qua phải theo đúng thứ tự thực hiện phép tính đúng chưa ạ? Chúng ta có này, âm 1 nhân âm 2 là nhân hai số nguyên âm rồi. Đấy, thì sẽ bằng là bằng 2 đúng không ạ? 2 nhân âm 3 nhân âm 4 nhân âm 5 nhân 20 ở phía sau. Đấy, lần lượt như vậy. Tiếp tục này. 2 nhân âm 3 ở đây thì là nhân hai số nguyên âm. Cô xin lỗi, nhân hai số nguyên khác dấu. Thì chúng ta nhân hai giá trị tuyệt đối rồi đặt dấu trừ trước kết quả đúng không ạ? 2 nhân 3 ở đây thì bằng 6. Vậy là bằng âm 6 nhân âm 4 nhân âm 5 và nhân 20. Tiếp tục thực hiện từ trái qua phải này. Âm 6 nhân âm 4 là nhân 2 số nguyên âm rồi. Thì chúng ta thực hiện là nhân 2 giá trị tuyệt đối đúng không ạ? Âm 6 có giá trị tuyệt đối là 6. Âm 4 có giá trị tuyệt đối là 4. Vậy tích này có kết quả là bằng 24 nhân âm 5 và nhân 20. 24 nhân với âm 5 thì sẽ bằng là, đây là tích của một số nguyên dương và một số nguyên âm thì chúng ta thực hiện là nhân hai giá trị tuyệt đối rồi đặt dấu trừ trước kết quả đúng không ạ? 24 nhân 5 thì cho các bạn kết quả là bằng 120. Đấy, và
Có dấu trừ đằng trước là âm 120 nhân 20. Ở đây tiếp tục thực hiện nhân hai số nguyên các dấu thì là nhân hai giá trị tuyệt đối rồi đặt dấu trừ cho kết quả. 120 nhân 20 thì bằng 2400. Đấy, đặt dấu trừ cho kết quả. Vậy là biểu thức này có giá trị là bằng âm 2400 đúng chưa? Rồi vậy là chúng ta vừa giải xong bài tập 98. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn.